hợp những tình huống hài hước và bá đạo nhất thể thao. Vâng, hòa cùng không khí sôi động ngày hôm nay thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn một món quà cực kỳ cháy. Yo yo yo. Tao chắc tao chứ. Đây, xin lỗi được chưa? Chúng ngay cái mặt tiền của chị đẹp rồi. Thế này đã gọi là vui dữ chưa quý vị? Vui thôi, đừng vui quá như vậy chứ hả? Còn đây, tiết mục ảo thuật xì phố xin được phép bắt đầu. Hò hò, quý vị thấy hay thì nhận, dở cãi hộ em cái nhá. Ây gù, quay một hồi muốn tiền đình chóng mặt luôn. Cô gái quay cuồng trong mơ hồ. Ây ây, còn đứng vững không vậy chị đẹp? Mới đầu còn nổ dữ lắm cơ mà. Bóng đã rất gần khung thành rồi. Ôi ôi, xuất sắc quá thủ môn ơi. Ôi không, pha này là vào thật rồi. Vào, vào. Cái gì cả? Tao lại mày rồi. Đồ ngu, đồ ăn hại. Hét muốn khan cả giọng mà vẫn méo vào. Pha bóng đá ra ngoài còn khó hơn cả đá vào trong. Vậy mà anh lại làm điều khó được. Đúng là bái phục, bái phục. Đen thôi, đỏ quên đi. Cùng vạch xuất phát, nhưng mà tôi lại có thành tích về đích xuất sắc từ dưới trở lên. Xui thôi. Mới có khởi động mà đã đứt gánh giữa đường. Hành trình về đích còn xa lắm. Hay thôi mình quay đầu là bờ đi chị ơi. Như thế này thì gọi là bắt bóng hay là bắt gì đây mọi người ơi? Wow, dữ thế. Thủ môn này lạ lắm, mà chân sút này còn độc lạ hơn nữa. Có ai ở đây sẵn sàng lao vào biển lửa đỡ hộ em pha này cay? Chứ thấy tim đập chân run dữ lắm luôn rồi. Nghệ thuật đi trên dây đúng là đỉnh của chóp. Cô gái này cũng thể hiện tài năng của mình, quá là cao siêu. Nhưng mà mày ngu lắm. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Xém nữa là bay nguyên hàm răng. May còn đáp đất an toàn đấy. Công nhận chơi trò mạo hiểm quá chị em ơi. Này này, đã sai luật rồi mà còn lên mặt hả? Chết rồi, biến căng rồi. Từ từ, có trọng tài giải quyết. Các anh cứ bình tĩnh. Không thật sao lòng anh lên tên hỏi. Đó có phải một bước khi hai mình mong về lâu đài. Ôi ôi, bình tĩnh sao được. Người ta phải thơm cho một cái cho bớt nóng cơ mà. Anh trai kiểu, đã bảo đừng có cản người ta rồi. Phiền ghê vậy đấy. Thủ môn sút bóng sang bên kia sân và cái kết, ối rồi ôi, là nước ơi. Khó, chết mẹ mày đồ con. Cái này là xui hay là bán độ đây cả nhà? Từ chối hiểu cái pha xử lý đi sâu vào lòng lưới này thôi. Hội chị em phụ nữ mà đi thi đấu đá thì sẽ như thế nào? Hay chưa? Và ai cả đái? Thế chịu rồi chứ, biết sao vợ. Đây, xin lỗi được chưa? Mạnh chân dữ hả? Cùng là con gái với nhau. Toàn này tắt điện luôn rồi, nghỉ giải lao sẽ hơi lâu đấy. Tận dụng cơ hội ngàn năm có một, chàng trai cầu hôn ngay trước sân vận động khiến mọi người phải oh wow. Bố mày nhòn cái mày đấy à? Nhưng cái kết nó lạ lắm. Nhẫn kim cương sao không thấy mà lại là nhẫn giả. Cô gái tát một phát khiến thanh niên điếng người kiểu. Vật chất quan trọng đến thế hay sao? Làm hết mình, trời cũng phải hết sức. Cùng nhau giành phần thắng nha đồng đội của ta. Không đó nữa. Ui trời ơi, một pha kết hợp quá là tuyệt vời, không thể nào ăn ý hơn được nữa. Người tùng kẻ hứng, u luôn cái đầu. Tập trung 1000% công lực để đua về nhất. Nhưng mà ai có ngờ lại bị bạn hỏi thăm kiểu: mày không hớt được tao con trai. Ôi trời ơi.
Hai chú bò dễ thương đáo để giữ ta ơi. Cản vận động viên lại hỏi chuyện tâm tình mới sợ chứ. Tội cho chàng trai ấy, cả năm cố gắng nhưng tan thành mây khói chỉ vì bò. Hẹn gặp lại anh năm sau nhé. Phút chót lội ngược dòng giành phần thắng thì phải ăn mừng thôi. Yeah yeah yeah, cởi áo. Đưa tay ra nào, nắm lấy cái tay nào. Lắc lư cái đầu nào, lắc lư cái đầu nào. Ô sao bé không lắc, ô sao bé không lắc. Ủa cái gì vậy, cởi hoài không ra vậy ba. Da rẻ quẩy chi để rồi quê thế ông cố nội luôn. Đánh gốt phiên bản mặc đầm dạ hội. Màu đỏ chứng tỏ thật ngầu. Nào nào, vào thôi. 3, 2, 1. Nope. Kiểu gì? Không biết là bóng đi đâu chứ người là va lung tung bay tùm lum luôn rồi đấy. Xấu hổ quá đi thôi. Chơi bowling như vậy là thường rồi. Giờ là phải tăng độ khó lên thì nó mới gọi là đẳng cấp. Tung chiêu nào, 3, 2, 1, lấy đà. Hả? Ôi trời ơi. Ôi dồi ôi, lọt khe luôn rồi. Chơi bời gì tầm này nữa. Thế mà mới đầu bảo game này là dễ. Dễ chết thì có. Giỏi lắm con trai của ta. Con cứ việc nhảy mọi thứ để ta lo. Xuống. Nhảy thì nhảy, kéo tao theo chi vậy con trai. Tầm này mà không xuống nước thì cũng hơi uổng. Xuống đi cho hạ hỏa ông bô. Cuối cùng chúng ta hãy cùng nhau quẩy banh nóc với những điệu múa sôi động nhất thể thao. 1, 2, 3. Lên là lên là lên là lên lên. Mời đến. Mời đến. Không chỉ múa hay mà người múa còn đẹp nữa chứ. Bảo sao mọi người cứ thích nhất tiết mục mở màn với cả kết thúc. Còn khúc giữa đấm đá ra sao thì mặc kệ. Để ý tỉ số cho biết với người ta là được ý mà. Đấy đấy, sau khi lên hội, lên thuyền cùng vũ trụ hài, vi va vi vu một vòng thế giới, bắt gặp những cảnh tượng ối dồi ôi làng nước ơi trong thể thao thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có phê pha thư giãn và lấy lại năng lượng tràn đầy sức sống hơn chưa? Nếu mà chưa thì cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo. Vũ trụ hài sẽ đưa bạn bay cao, bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình lại đi lượn lờ hóng biến tiếp đây. Bye bye!